xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 26 tháng 2 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để tu lại kết quả tốt nhất trong ngày về phận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng may mắn. Người tuổi Tý được khuyên nên bắt tay thường hiện các kế hoạch đã bổ từ trước. Đây chính là thời cơ lý tưởng để người tuổi này có thể tạo nên sự bứt phá và tiến lên vị trí cao hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm kém chút bình yên. Không khí gia đình lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng dưới tác động của thủy khắc hỏa. Không có ai trong hai người chịu xuống nước trước lâu dần đẩy mối quan hệ vào cảnh khó xử. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, thiên tài năng đỡ giúp người tuổi này củng cố được số dư tài chính cho mình. Cẩn trọng nên hạ thấp cải tôi, học cách lắng nghe nhiều hơn. Tuổi giáp tỷ, sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Tuổi bính tỷ, sự cố gắng được đền đáp xứng đáng. Tuổi mậu tỷ, dễ gặp rắc rối vì cố chấp làm theo ý mình. Tuổi canh tỷ, Chở tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Tội nhằm túy, mâu thuẫn vợ chồng đang bị đẩy lên đỉnh điểm. Con số may mắn số 2, số 15, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc, vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không cần tổn sức nhờ có tỷ kiên nâng đỡ mà người tuổi này làm việc gì cũng nhanh chóng hoàn thành tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Tỷ sủ bán hợp mang tới cho người tuổi sủ một trái tim tràn đầy sự mới mẻ và cảm giác thăng hoa. Người độc thân cũng mau chóng chinh phục được người mình thầm thương trộm nhớ bảy lâu. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh cảm thấy thoải mái và bớt lo âu nhờ nguồn thu nhập tăng cao. Cẩn trọng, tránh suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tội, ất sủ, có tuổi tiền trụng rỉnh, không lo chi tiêu. Tội tinh sủ, đảm bảo mâu thuẫn giữa những người trong nhà trở nên gay gắt. Tội kỵ sủ, nhận được khoản lời lại bất ngờ. Tội tân sủ, tránh đưa ra thông tin gì khi chưa hiểu rõ một cách tường tận. Tội quỷ sủ, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Con số may mắn số 7, số 19, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn gian nan. Tác động của cục diện tỵ dần tương hại khiến cho người tuổi này không giữ được sự điềm tĩnh và kiên nhẫn. Chính những điều này đã đẩy bản mệnh vào tình thể tiến thoái lưỡng nan và tốn nhiều công sức để xử lý. Tình cảm, vận trình tình cảm đẹp đẽ tươi sáng một sinh hỏa giúp cho tình yêu gia đình đủ vị ngọt ngào và đông đầy cảm xúc những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà tài chính vận trình tài lộc bấp bênh nếu không giữ khoảng cách và có sự đề phòng với những người xung quanh thì e rằng sẽ sớm rơi vào cảnh vay mượn cẩn trọng hãy giữ cho mình cái đầu sắc bén quyết đoán khi làm việc tuổi giáp dân, quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Tuổi bình dân, cho nên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tuổi màu dân, khó tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tuổi canh dân, đừng vội bỏ cuộc mỗi khi gặp khó khăn. Tuổi nhâm dân, hãy chủ động quyết liệt hơn trong công việc. Con số may mắn số 19, số 53, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ bốn tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi thiên quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về sự xuất hiện của tiểu nhân bản mệnh cần để ý hơn tới thái độ lẫn cách cư xử của mình nếu không muốn phá vỡ sự tốt đẹp trong các mối quan hệ hiện tại tình cảm vận trình tình cảm ngọt ngào hạnh phúc một sinh hỏa cho biết con giáp này đang đắm chìm trong mật ngọt tình nái. Nhờ có nửa kia ma tuổi mạo có thêm động lực và niềm tin trên mọi sự nghiệp. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, nếu không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì sợ rằng dễ rơi vào tình cảnh khó khăn, túng thiếu. Cẩn trọng, cố gắng không bao giờ là dư thừa nên đừng để bản thân lười biển. Tội ất mạo, cho nên đặt cái tôi lên quá cao. Tội đình mạo, hãy chủ động là người xuống nước trước. Tội kỷ mạo, học cách trân trọng tình cảm của mình đang có. Tội tân mạo, mâu thuẫn chồng chất trong quan hệ gia đình. Tội quý mạo, dành thời gian lắng nghe người khác trước. Con số may mắn, số 32, số 21. Màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi hại. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tranh chấp liên miên. Tác động của kiếp tài báo hiệu có vô số rắc rối tìm đến với người tuổi thân trong thời gian này. Bản mệnh nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đời, đoạt lợi đối với đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng nồng ấm, ngũ hành tương sinh mang tới cho những câu chuyện tình yêu của hai bạn vô vàng cảm xúc dù có gặp khó khăn hay mâu thuẫn gì thì hai người cũng nhỏ nhẹ giải quyết cùng nhau. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó khăn. Bản mệnh nên thận trọng trong khi ký kết hợp đồng đầu tư để tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Cẩn trọng, nên giữ thái độ hiền diệu với những người xung quanh mình. Tuổi giáp thân, công việc khó có thể tiến triển thuận lợi. Tuổi bính thân, cần thay đổi mọi góc độ tư duy khi làm việc tuổi Mậu Thìn không nên cổ chấp hay nhất nhất với quan điểm của mình tuổi Canh thân tình hình tài chính không chưa giả tuổi Nhâm Thìn chớ mua đồ dùng không thực sự cần thiết con số may mắn số 8 số 22 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi giàu. 6 tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hiệu quả. Chính ấn che chở mang lại cho người tuổi tỵ một ngày làm việc đầy năng suất. Sự hăng hái, tự tin và tinh thần nhiệt huyết đã mang tới cho bản mệnh nhiều hơn một cơ hội để thể hiện mình. Tình cảm Vận trình tình cảm viên mãn nồng ấm Một sinh hỏa giúp cho các cặp đôi yêu nhau nhận ra tầm quan trọng của nĩ kia trong đời mình những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể tìm thấy người khiến mình chịu vì họ mà thay đổi bản thân tài chính vận trình tài lộc kém sắc bản tính tiêu xài hoang phí vô hình trung đẩy con giáp này vào cảnh vay mượn cẩn trọng cố gắng tận dụng thời cơ để thể hiện bản thân tội ất tỵ tì, chuyện tình cảm có tiến triển tích cực tội đinh tỵ đừng vội bằng lòng với những gì mình đang có tội kỷ tỵ không nên va chạm với người có chức quyền, tuổi tân tỵ đừng đại cảm xúc xen vào wow khi làm việc, tuổi quý tỵ có cơ hội tiến gần hơn với người khác, con số may mắn số năm số 6, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi giàu 7. Tư vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi thì ngẩn che chở mang tới những may mắn lợi thế cho người tuổi ngọ trong quá trình làm việc. Còn giáp này nên tận hưởng những phút giây vinh quang có cơ hội phát huy năng lực và sở trường của mình nên được đánh giá khá cao. Tình cảm, vận trình tình cảm đậm sắc yêu thương, tỵ ngọ tương hội báo hiệu về một ngày ngập tràn hạnh phúc. Sự quan tâm lẫn nhau bản mệnh luôn cảm thấy biết ơn vì tình yêu mà mình đang sở hữu. Tài chính, vận trình tài lộc đi lên, còn giáp này cần hiểu túi tiền của mình để từ đó có thể quản lý và chi tiêu thoải mái. Cẩn trọng, sức khỏe dễ gặp các vấn đề nghiêm trọng nên thăm khám bác sĩ thường xuyên. Tuổi giáp ngọ, làm việc gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng. Tuổi bính ngọ, tập trung vào nhiệm vụ của bản thân. Tuổi mậu ngọ, cho nên hành động một cách nóng nảy. tuổi canh ngọ nhận được sự thông cảm và tin tưởng của người nhà. tuổi nhâm ngọ cố gắng làm lụm mới đạt được kết quả tốt. Con số may mắn số 5, số 3, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi mùi. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra với đủ trở ngày. Tỷ Kiên xuất hiện mang theo không ít rắc rối và tai ương cho người tuổi mùi. Bản mệnh nếu không đủ vững vàng để đối mặt với sóng gió đang ập tới thì sẽ bị vùi dập và đẩy lại phía sau. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Ngũ hành tương sinh mang tới cho người độc thân câu chuyện tình yêu vượt ngoài tưởng tượng. Bản mệnh đắm chìm trong yêu thương đến nỗi không còn để ý tới gì khác nữa. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó khăn còn nhấp này cần chóng xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh rơi vào cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân trong mọi tình huống. Tội ớt môi, không nên nổi nóng trước những lời kích bác. Tội đinh môi, suy nghĩ kỹ lưỡng và thận trọng trước mọi quyết định. Tội kỵ môi, hãy nhìn nhận và đánh giá việc mình đã làm. Tội tân môi, cần tự tin hơn khi có mọi sự lựa chọn. Tuổi quý mùi chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Con số may mắn số 9, số 20, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 9. Tư vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều may mắn. Tỷ thân nhị hợp hỗ trợ người tuổi này gặp may mắn trong công việc nếu nắm bắt đúng cường độ và chứng minh được thực lực bản lĩnh của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm buồn phiền đủ điều. Họa kim xung khắc khiến người tuổi này chưa được vui vẻ là mấy thì đã phải chịu cảnh cãi vã, chia cách. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên bình tâm suy nghĩ, không nên nóng vội dù có chuyện gì xảy ra. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, Tuy nhiên bản mệnh trở nên chủ quan mà bỏ qua mọi vấn đề liên quan tới sức khỏe. Cẩn trọng, tránh nôn chiều bản thân quá mức mà gây ra các vấn đề bất lợi cho sức khỏe. Tuổi giáp thân, nhận được sự yêu mến của người nhà. Tuổi bính thân, hãy tạo ra niềm vui bất ngờ cho mọi người. Tuổi màu thân, dễ bị kẻ tiểu nhân gây tai họa cho mình. Tuổi canh thân, tránh suy nghĩ bi quan khi gặp chuyện không vui tuổi Nhâm Thân nhận được những đánh giá tích cực con số may mắn số 4 số 1 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý mời tử vi hàng ngày của tuổi Dậu công việc vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng tuổi Dậu nhanh chóng chứng tỏ được thực lực và ý chỉ phấn đấu của mình cấp trên đánh giá cao nhất bạn ở sự kiên trì không bỏ cuộc dù con đường trước mắt đầy gãy trong gai. Tình cảm, vận trình tình cảm rực rỡ thăng hoa, người tuổi này và nửa kia có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Cả hai chọn ở cùng nhau thay vì tụ tập với bạn bè như một cách để hâm nóng tình cảm sau nhiều ngày bỏ quên. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh nhờ thực thần chiếu mệnh. Cẩn trọng, tránh lãng phí cơ hội phát tài trước mắt. Tội ất dầu sẵn sàng đối diện với những điều mới mẻ. Tội tinh dầu cần cố gắng kiên trì khi chinh phục lòng tin. Tội kỹ dầu sử dụng từ ngữ khó hiểu dễ gây hiểu lầm. Tội tân dầu hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với người thân thiết. Tội quỷ dầu nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Con số may mắn số 54, số 11 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại người tuổi tuất được khuyên không nóng vội với bất kỳ ai nhất là với những người chỉ qua vài lần tiếp xúc đề phòng tránh rủi ro con giáp này cần phải có sự đề phòng kỹ lưỡng tình cảm vận trình tình cảm yêu thương nồng cháy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi về ra mắt hai bên gia đình. Những người đã lập gia đình không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà lời qua tiếng lại. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, chiếp tài nhắc nhở người tuổi này nên thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Cẩn trọng, nên tỉnh táo thận trọng trước các lời mời làm ăn. Tuổi giáp tuất, hãy học cách tôn trọng ý kiến của những người xung quanh. Tuổi bính tuất, công việc không suôn sẻ như dự kiến. Tuổi Mậu Tuất đừng vội chạy đưa theo quyết định khi đầu tư. Tuổi Canh Tuất chớ vướng vào những cái bẫy gian sẵn. Tuổi Nhâm Tuất hãy tiếp tục những công việc đang dang dở. Con số may mắn số 5, số 13, màu sắc may mắn màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ khó khăn. Ảnh hưởng của cục diện tỷ hợi tương xung đã và đang gây ra nhiều trở ngại cho con giáp này trong quá trình làm việc. Mọi kế hoạch đều đi lệch hướng ban đầu khiến người tuổi hợi không khỏi rơi vào trạng thái bi quan. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn phiền ủ dột, người tuổi này không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, chính vì vậy có thể gây ra tổn thương cho người kia. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười đã vội tắt nên cần phải quan tâm tới điều này trước khi quá muộn. Tài chính, vận trình ta lọc bước phá, còn dắp này vẫn được quý nhân hỗ trợ nên việc kiếm tiền vẫn được duy trì khá tốt. Cẩn trọng, tránh bảo thủ và cố chấp đại hạn chế sai lầm. Tội, ất hợi không ngại ngần nhận những công việc khó. Tội, đinh hại, chú ý hơn tới hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Tuổi kỷ hài có định hướng rõ ràng trong tương lai. Tuổi tân hài tránh che đậy mọi chuyện mà cần chia sẻ với người khác. Con số may mắn số 5, số 7. Màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sửu.